Vâng, em xin kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Thế Anh Mua Bán Ô Tô của em các bác nhé. Bên em là chuyên mua và bán tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Các bác nào mà có nhu cầu mua hoặc là bán thì cứ liên hệ em theo số điện thoại 0354 152 888 các bác nhé. Địa chỉ để xem xe trực tiếp ở bên em đó là thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Hôm nay em xin phép được lên sóng cho các bác tham khảo em một em phân khúc hạng C, đó là Kia Forte MT, sản xuất 2010 các bác nhé, bản full option. Em này là được sản xuất để xuất khẩu sang Mỹ các bác nhé. Các bác cũng biết là thị trường Mỹ là một thị trường cực kỳ khó tính nhé. Cũng như là đòi hỏi mức tiêu chuẩn cực kỳ là cao các bác nhé. Nên em này là đã được sản xuất để xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ. Các bác yên tâm khi sử dụng em này các bác nhé. Em này là được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại của xe các bác nhé. Không khác cái xe mới hiện nay. Xin nhan được tích hợp trên gương. 4 quả lan răng đúc, phanh ABS 4 bánh, cửa sổ lock các bác nhé, điều hòa tự động. Xe tổng thành sơn si còn rất là mới nhé, rất là sạch sẽ. Hồ sơ thì đã được đút cốp, các bác chỉ được lấy xe về sang tên là đi thôi. Tất cả các đèn pha, đèn gầm đều còn nguyên bản theo xe các bác nhé. Xe này là tư nhân chính chủ nên là bên em cam kết là không dịch vụ taxi gì cả các bác nhé, không quan đục, không kinh doanh dịch vụ gì cả. Xe gia đình đi là cực kỳ là giữ gìn nhé các bác nhé. Nốp thì còn rất là mới nhé. Em quay cho các bác xem lan răng đúc nhé. Thời tiết hiện tại ở Hải Dương thì hôm nay là đang mưa phùn nên là trời rất là tối nhé. Nên là em quay video nó hơi tối thì các bác thông cảm cho em nhé. Cua lốp thì còn cực kỳ là mới nhá. Xe còn cực kỳ là đẹp. Bác nào mà xem video của em mình cho em xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh và chia sẻ giúp em cái video này lên tất cả các trang hội nhóm để có thể mọi người có thể nhiều người biết đến kênh của em hơn các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu đang tìm chọn chiếc xe như thế này thì có thêm một mẫu nữa để tham khảo nhé, để lựa chọn cho mình một chiếc xe ưng ý các bác nhé, với giá cả hợp lý. Lan răng là còn rất chi là mới nhé các bác nhé. Rồi, em sẽ đi về phần nội thất cho các bác tham khảo. Nội thất thì màu đen, nhìn rất chi là cứng xe nhé, rất chi là khỏe xe. Cửa sổ lóc rồi các bác nhé. Trần nỉ thì còn rất là sạch sẽ, còn nguyên bản theo xe. Ghế ra cũng còn nguyên bản theo xe các bác nhé. Đây là cần số các bác nhé. Màn hình cam lùi, cam hành trình là đầy đủ nhé. Túi khí an toàn hai bên. Chiếc xe này táp lô trước vẫn còn rất là mới nhé các bác nhé. Chủ xe đi là cực kỳ là giữ gìn xe nhé. Gương kính chỉnh điện. Phím điều khiển này còn rất là mới. Xe rất ít sử dụng nhé.
nên mới để giữ được cái phím có thể mới như này các bác nhé. Tháp đi ra vẫn còn rất là mới này. Keo chỉ còn nguyên bản theo xe, chưa mất một phần nào nha các bác nhé. Em này bên em là cam kết là máy móc là còn zin nguyên bản nhá, không đâm đụng, không bơi lội sông suối ao hồ gì cả các bác nhá. Nhưng các bác cứ yên tâm, em bảo hành toàn xe cho các bác nhá. Được tích hợp phím đẩy tay. Vô lăng thì 3 chấu nhá. Xe còn cực kỳ là mới. Khóa cốp này các bác nhá. Còn rất là mới. Ốc ác thì chưa ra con nào nhá. Đinh tán thì còn nguyên si từ trong nhà máy ra nhé các bác nhé. Em này là bên em đang giao bán với giá là 300 triệu các bác nhé. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ em theo số điện thoại 0354 152 888 các bác nhé. Đây là cánh phía sau bên lái các bác nhé. Đây, trời cũng hơi mưa phùn nên cũng hơi tối. Keo chỉ còn nguyên bản này. Em này là máy 1.6 các bác nhé. Đây là cũng rất tiết kiệm nhiên liệu nhé. Tắp đi ra cũng cực kỳ là mới. Xe này còn rất là đẹp nhé các bác nhé. Hôm nay là thời tiết đang mưa dầm nên là nó video nó hơi tối, các bác thông cảm với em nhé. Đang mùa dịch này mà các bác đi xe ô tô thì là cực kỳ an toàn các bác nhé. Chốt cửa cũng cực kỳ là mới à. Cột kèo keo chỉ còn nguyên zin. Bác nào mà có gì thắc mắc về chiếc xe này thì cứ liên hệ em hoặc là bình luận ở phía dưới cho em nhé. Để em giải đáp tất cả các thắc mắc cho các bác. Bây giờ em sẽ đi ra phần cánh bên phụ của các em nhé. Xe còn rất là mới nhé các bác nhé. Khá còn cực kỳ là mới. Keo chỉ còn nguyên bản này, chưa mất một phân nào nha các bác nhé. Âm thanh thì nghe cực kỳ là hay. Đây cánh sau bên phụ nha các bác nhé. Da còn rất là mới à. Chủ xe thì đi cực kỳ là giữ gìn xe nhé các bác nhé. Keo chỉ chưa mất một phân nào cả. Mặc lên xuống còn rất là mới này.
đang hiện tại cũng đang là mùa dịch nên là các bác lựa chọn một chiếc ô tô để đi lại thì là cực kỳ là an toàn, là hợp lý các bác nhé. Rồi em sẽ cho các bác xem phần máy của xe nhé. Đây là đang khách này đang đến xem xe ba anh em nhé. Đây là phần máy của xe các bác nhé. Máy thì còn cực kỳ là mới nhé. Khô như răng ngô, máy móc khô như răng ngô nhé. Chưa có một tí dấu hiệu là rò rỉ của dầu mỡ nhé các bác nhé. Chiếc xe này cực kỳ là mới, cực kỳ chất nhá, từ ốc ác này chưa ra nhá các bác nhá. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản này, chưa mất một phân nào nhá các bác nhá. Em bảo hành toàn xe cho các bác luôn, cam kết bao tắt test hãng máy thoải như các bác nhé. Bác nào mà sở hữu được chiếc xe này thì là cực kỳ là may mắn nhé. Chiếc xe còn rất là đẹp mà giá chỉ có 300 triệu các bác nhé. Bác nào mà ưng chiếc xe này thì liên hệ em theo số điện thoại 0354 152888 các bác nhé. Đấy. Xe rất là đẹp. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã quay theo dõi hết video của em. Em xin hẹn gặp lại tất cả các bác trong video tới của em các bác nhé.